Nhân Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần hằng ở cùng tất cả anh chị em. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục và là tiến sĩ của Hội Thánh. Ngài sinh vào năm khoảng năm 1452 tại Fontiveros, nước Tây Ban Nha. Trong một thời gian ở dòng Carmen, thì Ngài đã được Thánh Teresa Avila khuyến khích cải tổ dòng. Và chính cái việc cải tổ dòng này đã làm cho Ngài biết bao nhiêu những đau khổ vì bị chống đối này khác. Ngài là một con người rất khôn ngoan và cũng để lại cho giáo hội nhiều cái tác phẩm nói về sự khôn ngoan cũng như về đời sống chiêm niệm, đời sống nội tâm. Khi chúng ta mừng kính Thánh Gioan Thánh Giá, chúng ta cũng xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn luôn biết kết hợp với Chúa một cách mật thiết hơn. Hiệp dâng trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh, cho hai linh hồn Giuse Vinh Sơn, cho hai linh hồn Anton Maria, và tạ ơn Chúa và cầu xin như ý. Để lời cầu nguyện như thánh lễ chúng ta dâng để Thiên Chúa chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu vào đền thờ và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Đức Giêsu đáp: Còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta? Họ mới nghĩ thầm, nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: Chúng tôi không biết. Người cũng nói với họ: Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Đó là lời Chúa. Thưa quý anh chị em, các thượng tế chất vấn Đức Giêsu về nguồn gốc quyền bính của Ngài. Đối lại, Chúa cho biết Ngài chỉ trả lời nếu họ trả lời được cái câu hỏi ngược lại của Ngài về phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả bởi quyền bính nào, bởi trời hay bởi người ta. Thật ra câu hỏi của Đức Giêsu đã hàm chứa câu trả lời rằng quyền bính của Ngài đến từ Thiên Chúa như Gioan Tẩy Giả đã làm chứng. Nhưng toan tính đằng sau câu trả lời quanh co của các thượng tế, chúng tôi không biết, tố giác cái thái độ thiếu chân thành của họ. Điều đó khiến họ không thể đón nhận chân lý Đức Giêsu là đấng Chúa Cha sai đến. Quả thật, khi không có sự chân thành thì người ta cũng thiếu cái điều thiết yếu để gặp gỡ Thiên Chúa. Trước cái câu hỏi của Chúa Giêsu, các thượng tế và kỳ mục đã nói rằng chúng tôi không biết.
Đó không phải là trả lời một cách nói tránh né sự thật. Họ dư biết phép rửa của Gioan là bởi trời, nhưng sợ phải nhìn nhận Đức Giêsu là đấng cứu thế, nên họ không dám đối diện với sự thật. Vì một khi nhìn nhận vai trò của Gioan Tẩy Giả, mà Gioan Tẩy Giả là người giới thiệu Đức Giêsu, thì họ cũng phải nhìn nhận vai trò cứu thế của Đức Giêsu như Gioan đã loan báo. Và nếu đón nhận sự thật đó, cái hệ quả là các ông phải thay đổi tất cả, từ não trạng, niềm tin đến nếp sống. Vì không muốn hoán cải nên họ đã quanh co tránh né cái sự thật mà nói chúng tôi không biết. Lòng chân thành đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân thật là cần thiết trong cuộc sống. Nếu chúng ta cầu xin Thiên Chúa với thái độ giả tạo thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta được người nhận lời. Và nếu chúng ta đối xử với người khác bằng động cơ vụ lợi thì sớm muộn gì cái mối tương quan giữa chúng ta với những người đó cũng mất đi. Để sống chân thành thì cần biết gạt bỏ những thành kiến và sẵn sàng đón nhận khác biệt nơi tha nhân để cùng nhau đón nhận chân lý. Sự thật được đánh giá cao và người ta bảo rằng không có gì thấp hèn cho bằng sự dối trá. Nhưng cái giá phải trả cho việc làm chứng cho sự thật không hề nhỏ chút nào, nhất là sự thật đức tin vào Thiên Chúa. Đó là một sự thiệt thòi, hy sinh, từ bỏ, sửa đổi, vân vân. Bởi vậy, có khi chúng ta biết mà nói là không biết, thấy mà nói là không thấy, nghe mà nói là không nghe. Những lúc đó chúng ta đang tránh né để được yên thân, nhưng đừng quên rằng chúng ta là con cái sự thật, có bổn phận làm chứng cho sự thật. Cái sống cái bổn phận này đòi hỏi chúng ta phải can đảm, dám nói sự thật và sống sự thật trong cuộc sống đời thường của mình. Có như thế thì chúng ta mới có thể nói rằng chúng ta làm chứng cho Chúa, chúng ta tin vào Chúa. Vì nếu không thì chúng ta chỉ là con của sự dối trá, chúng ta làm những sự dối trá, và chúng ta làm cho những người mà chúng ta gặp gỡ cũng đi theo con đường dối trá. Chỉ có Thiên Chúa là sự thật như Ngài nói, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Phải, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Và ai đi theo Chúa thì đòi hỏi phải sống theo sự thật. Chúng ta xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn luôn từ cái cung cách sống của chúng ta, từ cái lời nói, những cái cử chỉ, những cái hành động, chúng ta luôn luôn phải biết làm chứng cho sự thật.